Đây, dòng số cho cha nè, tất cả dòng cô ta giờ là từ đây đến cuối năm nha, lễ Tết á. Con nào mua là lãi suất 0%, nghĩa là mà con mua bao nhiêu là trả bao nhiêu á, tiền mặt hay tiền góp cũng vậy đó. Nghĩa là mà con mua bộ á, mua cái nhà, mua cái sườn không 32 triệu mà trả góp vòng 1 năm cũng 32 triệu, 1 năm trở lại nha, 12 tháng trở lại cũng 32 triệu. Tiền mặt 32, tiền góp 32, cái sườn không. Nói chung mua tiền mặt bao nhiêu thì góp bao nhiêu á, trả chậm mà con để tiền xài Tết. Là lãi suất 0% nói dòng cua ta nha. Con mua cái sườn này không đuôi không bánh, sườn này không bánh lọng đi là 32 triệu. Rồi con trả 12 tháng cũng 32 triệu đó, tiền mặt tiền góp cũng vậy. Rồi, mặt cũng 32 triệu nha bà con. Chị đây đến thứ Tết nha. Ví dụ như cái sườn này 32 triệu, bà con trả trước có 12 triệu, còn 20 triệu thì 10 tháng sau nó vẫn là 20 triệu, trả hàng tháng như tiền lời không tính. Đó là khuyến mãi cho con để dành tiền xài Tết đó. Tết tới rồi, dành tiền làm khác mà mua nhân đợt khuyến mãi hiếm nữa, lâu lâu mới có đợt bà con, nhưng phải lúc nào cũng vậy. Công ty hỗ trợ nha. Nếu bà con mua sườn này 32, bà con trả 12 còn thiếu 20 thì 20 triệu đó bà con trả chậm vẫn là 20 triệu, không có tính lãi thêm. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn 0886356707, nếu nguyên bộ cũng vậy, con nguyên bộ lãi suất vẫn vậy, tiền mặt tiền góp thì cũng như chung đó, không có hơn thua gì thêm. Cái là nguyên bộ nó kìa. Đó, con gọi con xài nó đã không? Chạc luôn nè, cho nó đang chạc nha. Đã không? Cái là nguyên bộ nó đó mà không?